Mấy hôm nay thì các anh chị thì đi học rồi này. Một số anh chị thì cũng em thấy là dạo này là các lãnh đạo cũng thường xuyên tổ chức các cái chương trình offline này. Rồi là các anh chị cũng được nghe livestream nhiều này, đúng không anh chị? Vậy thì các anh chị có cái câu gì băn khoăn thắc mắc thì các anh chị có thể comment bên dưới. Anh chị nào mà muốn làm việc mà chưa biết cách làm việc thì có thể comment để em thử hỗ trợ. Các anh chị nào mà chưa biết livestream, có nghĩa là có rất nhiều anh chị muốn livestream nhưng không biết chủ đề livestream đúng không ạ? Thì nếu như không biết livestream thì hãy lấy gì ạ? Lấy sách và đọc. Đọc, đọc thì đến đến đâu thì mình phải liên tưởng đến đó để mình có những cái câu chuyện để mình có thể là livestream được. À, mấy hôm em không livestream thì có rất nhiều anh chị nhắn tin là thưa ơi, dạo này thưa đi đâu mà không thấy livestream? Thì là em vừa mới đào tạo xong, em vừa mới đi học xong này, xong rồi em đi đào tạo này nên là em cũng không còn thời gian luôn. Đáng lẽ là hôm nay em đi học đấy. Học đứng sân khấu đấy, đứng sân khấu quen rồi nhưng mà vẫn phải đi học đứng sân khấu để mình có thêm kỹ năng kiến thức và mình có thể điều phối được cái sân khấu đấy như nào để cho mọi người không bị buồn ngủ này, làm sao để lời nói của mình hấp dẫn hơn này. Nên là các anh chị phải đi học nha, muốn làm việc lớn, muốn làm xây dựng được sự nghiệp thì chúng ta phải đi học. Vì nếu như chúng ta không đi học thì chúng ta đầu tư ở đây một chút, đầu tư ở kia một chút và chúng ta cứ nhảy liên tục, cũng giống như các anh chị đi đi làm công ty ấy. Thế là hôm nay làm ở cái công ty A này được 6 tháng 1 năm, thấy chán quá, thấy lương ở thằng bạn làm công ty khác cao hơn, lại nhảy sang với nó. Nó làm một thời gian rồi lại là chán quá, bắt đầu là thấy công ty khác. Thì mình lại cứ nhảy việc. Và việc của chúng ta là đang đầu tư ở lĩnh vực này mà nhảy sang lĩnh vực khác thì chúng ta cũng chẳng khác gì những người đi làm không ăn lương nhảy việc. Đúng không ạ? Việc của chúng ta là hãy tìm hiểu một công ty nào đó, xem nó có tiềm năng hay không, phát triển lâu dài hay không, tốc độ phát triển như thế nào. Thì chúng ta làm gì các anh chị? Chúng ta tiếp tục làm việc đến khi doanh nghiệp mới thành công thì thôi. Có rất nhiều anh chị nói với em thơ rằng ôi sao công ty của bạn huy động vốn lâu thế. Thế bây giờ chúng ta thành lập công ty thì chúng ta mong muốn là nó phát triển lâu dài mà, chứ nó chết sớm thì chúng ta làm gì còn tiền, đúng không anh chị? Nên chúng ta cần phải đồng hành với một nhà khoa học, chúng ta cần phải giúp cho doanh nghiệp của chúng ta phát triển, đúng không ạ? Và hôm nay thì em thơ có một cái bài viết. Lúc sáng thì em thơ đã viết một bài viết đúng không anh chị? Giá trị của đầu tư giá trị. Và nếu như chúng ta không kiên nhẫn đầu tư trong việc là gì? 5 năm, 10 năm, 20 năm thì tốt nhất là đừng đầu tư. Đúng không ạ? Các anh chị thiếu cái phần gì các anh chị hãy comment để em thơ biết, em thơ hỗ trợ các anh chị nha. Ở trên thế giới này không có ai đầu tư 1 năm 2 năm mà giàu bền vững được cả. Chúng ta hãy học cách đầu tư của những người thành công, của những nhà đầu tư thiên thần, những nhà đầu tư thiên tài. Họ là những nhà đầu tư lỗi lạc, họ đã đúc rút những cái kinh nghiệm, những cái phương pháp, những cái kỹ năng họ truyền lại cho chúng ta rồi. Để đầu tư thành công thì chúng ta cần có 3K. Đó là thứ nhất là kiến thức, thứ hai là kinh nghiệm và thứ ba là khoản tiền dư. Khi mà chúng ta có một khoản tiền dư thì chúng ta mới đầu tư lâu dài được các anh chị ạ. Có một bạn hỏi cái gì đấy? Cho mình hỏi mình mua từ 2022 gói ghi danh nhưng chưa ghi danh giờ mỡ. Không, có gì? Giờ mình không đầu tư thêm nữa nhưng muốn ghi danh thì có được không nhỉ? Có nghĩa là trước đây chị đã đầu tư ghi danh rồi nhưng mà chị đã bị hủy gói đúng không ạ? Thì cái đấy thì công ty đã trả lại tiền cho chúng ta và chúng ta phải mua lẻ rồi. Còn nếu như chúng ta đầu tư xong rồi mà chúng ta chưa up ảnh thì chúng ta up ảnh bình thường. Mỗi người chỉ cần đầu tư một gói ghi danh thôi. Còn nếu như chúng ta mua nhiều thì chúng ta cũng chỉ up được một lần thôi. Bây giờ thì chúng ta đang có chương trình ghi danh, ai mà bị hủy thì bây giờ các anh chị có thể đầu tư lại mà, đầu tư tiếp tục mà. Đúng không ạ? Vẫn ghi danh được bình thường. Và ở trong này có anh chị nào không đầu tư nhưng lại muốn giàu không anh chị? Và người ta nói rồi, muốn giàu là phải đầu tư. Không có chuyện muốn giàu mà không đầu tư. Muốn giàu là hãy sử dụng gì ạ? Đồng tiền. Họ làm việc, nó làm việc cho chúng ta. Đồng tiền là những công nhân cần mẫn, không bao giờ biết ốm đau, không bao giờ nói rằng thơ ơi tôi mệt lắm, cho tôi nghỉ được không? Mà đồng tiền nó làm việc ngay cả trong khi ngủ. Quan trọng là chúng ta biết sử dụng tiền thông minh. Đúng không anh chị? Nên là chúng ta hãy cần làm gì ạ? Có một cái kế hoạch đầu tư thông minh là sử dụng tiền để gì ạ? Tạo ra dòng tiền. Và những cái rắc rối trong tài chính làm cho con người trở nên gì ạ?
Những rắc rối trong tài chính làm cho con người thông minh hơn nếu như chúng ta chịu giải quyết đúng. Có nghĩa là khi mà chúng ta có gặp vấn đề rắc rối về tài chính là vì chúng ta chưa biết cách quản lý đồng tiền, chúng ta chưa có phương pháp quản lý tài chính làm sao cho nó như là hiệu quả. Cũng giống như rất nhiều các anh chị làm doanh nghiệp nhưng mà không đủ khả năng vận hành tiền, không đủ khả năng quản trị tiền nên là thường bị mất tiền và dẫn đến làm gì các anh chị phá sản hoặc là các anh chị bị đánh mất tiền, đúng không? Vậy thì có rất nhiều anh chị đầu tư vào UST nhưng lại không tập trung quản lý tiền và giúp cho tiền của mình phát triển mà đi đầu tư sân sàn. Thì một ngày nào đó lỡ công ty có vấn đề gì xảy ra các anh chị đâu có biết vì các anh chị đâu có tập trung đâu mà nhìn thấy được rắc rối của nó. Đúng không ạ? Làm gì có chuyện không bắt tay kinh doanh. Ca chín bắt giặc á em là sao? À tay không bắt giặc đúng không? Làm gì có chuyện tay không bắt giặc á? Có em thơ đến với UST bằng 10 triệu. Anh Công đến với UST bằng gì? 2 triệu. Nhưng 2 triệu này không phải là 2 triệu để đầu tư mà là 2 triệu để thuê nhà trọ và tiền ăn uống các anh chị ạ. Chúng ta không có tiền thì chúng ta phải có gì? Tư duy, tầm nhìn, thông tin tốt. Chúng ta mách cho người khác và người khác đầu tư thì chúng ta có tiền. Vẫn tay không bắt giặc được. Tay không bắt giặc được là chắc chắn vì những người đi làm bất động sản đấy các anh chị ạ. Họ đâu có nhà, họ đi làm môi giới. Đúng không? Họ giống như chúng ta chưa đầu tư, chúng ta chỉ cần tạo một cái tài khoản cá nhân thôi, xác minh được rằng chúng ta đang là đối tác của quỹ FWC thôi, thì chúng ta vẫn làm môi giới được bình thường. Nên là tay không bắt giặc là chuyện bình thường, đúng không ạ? Không có vấn đề gì hết. Quan trọng nhất chúng ta hiểu được quy luật của đồng tiền. Đồng tiền không tự nhiên mà nó đẻ ra được, mà nó phải đi kinh doanh, nó cần phải có thời gian, đúng không ạ? Thì nó mới tạo ra được dòng tiền chứ không phải là tự nhiên nó kiếm được tiền. Rắc rối về tài chính của người nghèo là gì ạ? Không có đủ tiền. Không có đủ tiền thì chúng ta mới phải đi kinh doanh thì chúng ta có tiền, đúng không ạ? Thứ hai là sử dụng tín dụng. Có rất nhiều các anh chị là thấy là ngân hàng Techcombank cho mượn 48 triệu, 70 triệu. Sau bắt đầu là sử dụng về nhà là thấy có cái tivi, nhà hàng xóm có cái tivi. Thế là tôi mua, lại dùng cái thẻ đó để đi mua một cái tivi to hơn nhà hàng xóm. Thế là thấy nhà hàng xóm có cái anh ơi nhẹ nhàng thôi, anh Công đang giữ bạn, nhưng mà nói tôi giữ tôi quá cũng không cho được. Rồi là thấy nhà hàng xóm là gì ạ? Mua cái xe máy đẹp, ví dụ như thấy nhà ông ấy mua cái con xe Vision, mình máu quá mình sang chê Vision, người ta là cốp nhỏ này, đi thì không sướng này, lại sang mua con Ablet hoặc con Lead chẳng hạn. Thế là mình lại phải phấn đấu mua cái con xe đắt hơn thì người ta và sử dụng gì ạ? Tín dụng để mua. Và đến lúc không có tiền trả thì chúng ta lâm vào nợ nần và thiếu hụt tiền bạc, đúng không ạ? Cái thứ ba là gì ạ? Hàng tháng đến tháng lấy lương, người giàu sẽ dùng tiền đó để đi đầu tư trước, sau đó tiền còn lại mới đi mua sắm. Nhưng mà người nghèo thì sao? Người nghèo lại dùng tiền đó để đi mua sắm trước. Thích quần áo là đi mua trước, thích mua xe máy, tivi là đi mua trước, tủ lạnh đi mua trước, mua đồ ăn ăn ngon mặc đẹp trước, rồi còn lại là mới nghĩ đến tiết kiệm. Đó là lý do tại sao mà người nghèo luôn luôn thiếu hụt, đúng không? Và khi mà chúng ta làm gì ạ? Làm lương cao. Lương cao thì đồng nghĩa việc là ăn sung mặc sướng, ăn ngon mặc đẹp, ở nhà to hơn. Thế là thành gì các anh chị? Thế là thành thiếu hụt và chi phí sinh hoạt càng ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao người làm công nhân, người làm thuê thường sử dụng iPhone, đua theo iPhone, đua theo xe máy, đua theo hàng hiệu, đúng không ạ? Còn em thơ thì em thơ chỉ mặc hàng bình thường thôi. Quần áo cứ một là mua của mấy cái hãng mới, hàng thiết kế, nhưng mà mình mua vài bộ thì lúc nào mình cũng được sale, mua được giảm 20%. Đó là hàng mới thì được giảm 20%. Hoặc là em thơ toàn mặc quần áo cái loại một của Trung Quốc thôi. Em thơ chẳng cần cái hàng gọi là hàng hiệu. Em thơ không cần học hàng hiệu, hàng tốt tốt và chất lượng mặc là được rồi, mặc một thời gian lại cho đi, đúng không ạ? Cái thứ tư của người nghèo ấy, rắc rối của người nghèo là kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn để trả thuế nhiều hơn. Còn là người giàu thì sao ạ? Đầu tư nhiều hơn. Và khi họ đầu tư, ví dụ như thế là em thơ đầu tư gói lớn thì em thơ được chiết khấu cao, đồng nghĩa việc là sau này cổ tức của em thơ sẽ nhiều, đúng không anh chị?
Khi mà em Thơ xác định đầu tư vào UST, em Thơ xác định là 100% đầu tư cho doanh nghiệp của mình. Đầu tư đến khi nào công ty bảo là tôi không cần nguồn vốn từ các bạn nữa thì lúc đấy mình nghỉ ngơi. Còn công ty vẫn còn kinh doanh, công ty vẫn còn cần vốn thì em Thơ vẫn đầu tư. Đó là lý do tại sao mà cổ phần của em càng ngày càng tăng và mục tiêu của em sở hữu cổ phần càng ngày càng nhiều. Chứ em không như các anh chị là chia năm xẻ bảy nguồn tiền ra. Và rất nhiều người nghĩ rằng đầu tư là để trở thành tỷ phú là chúng ta phải sử dụng gì gọi là gì ạ, sở hữu nhiều dòng tiền đúng không? Nhưng không phải, mà làm như thế nào đó để chúng ta sở hữu được nhiều dòng tiền, khi mà tiền của chúng ta nó tăng quá nhiều chúng ta không biết thì chúng ta mới chia đi. Còn như chúng ta là chúng ta đầu tư vào UST thì chúng ta sở hữu ít nhất là 150 dòng tiền đúng không anh chị? Quang Trung nữa rồi. Mấy vụ ồn ào mà công ty cảnh báo mới đây là sao chị? MLC Solar còn cái gì nữa? À, cái bạn sale, cái bạn mà gọi là đứng ra làm giám đốc cho MLC nhắn tin cho em Thơ nói rằng chúng tôi gửi email cho các đối tác UST là vì chúng tôi đã được xin phép rồi. Vấn đề là em đã hỏi với công ty và công ty nói không. Chúng tôi không bao giờ khuyên các đối tác của chúng tôi đi đầu tư vào các dự án scam để mất tiền. Đúng ạ. Còn scam đến đâu thì thời gian sẽ trả lời. Rất nhiều người em Thơ đã nói rằng là hãy tập trung đi thì lại người em Thơ keo kiệt, em Thơ khó tính, em Thơ thế này thế kia, em Thơ ích kỷ. Nhưng mà rất nhiều người lại bán nhà đầu tư rồi cuối cùng là tháng trước tháng sau, không phải tuần trước tuần sau, vừa mất nhà vừa mất tiền vừa mất uy tín. Nên mình cảnh báo cho họ, họ không nghe thì thôi, những người đấy không xứng đáng thì mình nói nữa, kệ họ. Tiền của họ mà, máu của họ mà, họ cắt máu của họ để cho người khác thì việc của họ thôi. Còn mình nói, mình luôn luôn live stream, mình nhắc nhở các anh chị là hãy tập trung vào gì ạ? Đầu tư giá trị. Tại vì không có chuyện đầu tư vào những cái thứ không tạo ra của cải cho nhân loại, cho cộng đồng mà lại muốn có tiền thì không có đâu anh chị ạ. Đúng không ạ? Thôi bỏ qua đi, mình là người có kiến thức rồi, mình biết phân biệt cái gì là của cải, cái gì là tài sản, cái gì là tiêu sản, rồi là cái gì là thật, cái gì là tốt thì các anh chị tự biết phân biệt thôi đúng không ạ? Vì tiền của các anh chị mà nhắc nhiều anh chị được ghét. Cái thứ năm đó là lo sợ về những trường hợp khẩn cấp, có nghĩa là người nghèo luôn nghĩ đến quỹ phòng trừ rủi ro. Đúng không ạ? Nhưng mà ông Warren Buffett ông nói rằng là chúng ta hãy nên giữ tiền mặt vì tiền mặt là vua, để khi nó lạm phát thì các anh chị lạm phát hoặc có những cái chương trình khuyến mại thì chúng ta có thể là có tiền để chúng ta đầu tư. Đúng không ạ? Nên chúng ta phải nghĩ là người dạo viết như thế, các anh chị nào mà đang làm bảo hiểm như chị Thất Mai trong đây đang làm bảo hiểm này, thì chúng ta luôn nghĩ khuyên các nhà đầu tư rằng hãy đầu tư vào bảo hiểm để phòng trừ rủi ro. Nên là khi mà chúng ta nhắc đến nhiều rủi ro về tiềm thức, thôi min ngôn từ rất quan trọng. Vì khi chúng ta đã nghĩ đến rủi ro thì rủi ro tới. Ví dụ như là chúng ta không có rủi ro nhưng bạn bè của chúng ta gặp phải rủi ro, chúng ta cho họ mượn tiền mà họ không đủ khả năng chi trả chúng ta, thì việc của chúng ta là cho người khác mượn tiền, đứng cho người khác mượn tiền nhưng quỳ để cầu người khác trả tiền, đúng không ạ? Nên rủi ro là chúng ta cho thằng bạn mượn tiền mà nó không có đủ năng lực để trả lại tiền chúng ta, đó là rủi ro. Không những mất tiền mà mất cả bạn, đúng không anh chị? Mất cả mối quan hệ, đúng không ạ? Nên là chúng ta hãy xác định ở trong đầu là gì ạ? Để một khoản tiền dư để khi cần mua nhà, khi cần mua xe, khi cần tái đầu tư thì chúng ta có tiền để đầu tư nhé các anh nha, đúng không ạ? Thứ sáu là những lời khuyên về tài chính tồi. Người nghèo lại, người đã nghèo lại còn không có nhiều tư duy, lại xách địa lại sang ông hàng xóm hỏi rằng là anh ơi em muốn đầu tư vào UST có được không? Nó chỉ cần bảo là ôi rồi ôi cái này nè, trên đài báo công an cảnh báo này, TV cảnh báo là lừa đảo đấy, nhưng lại không bao giờ dành thời gian để làm gì các anh chị, tìm hiểu xem họ lừa kiểu gì, họ lừa như thế nào mà toàn quốc chính phủ người ta đầu tư, họ lừa kiểu gì mà thế giới đầu tư, đúng không anh chị? Có nghĩa là chúng ta phải có một cái đầu lạnh, hỏi là đi tham vấn và tham khảo thôi, chứ họ chưa chắc là một người giỏi. Vì chúng ta chỉ giỏi ở lĩnh vực mà chúng ta làm thôi, đúng không anh chị? Chúng ta muốn đầu tư mà chúng ta đi hỏi cái người giỏi về ngành y, người ta đâu có kiến thức. Chúng ta muốn đầu tư nhưng chúng ta đi hỏi về những người làm công ăn lương, làm sao họ có kiến thức. Chúng ta tự ngộ nhận mình là một người không thông minh và luôn đề cao người khác thông minh. Nhưng vấn đề là chúng ta có thể nhìn từ đây ra thế giới,
Còn có những người chúng ta đánh giá họ giỏi nhưng họ chỉ nhìn từ nhà xuống bếp thôi, nên người ta chỉ giỏi ở lĩnh vực của họ, còn chúng ta giỏi ở lĩnh vực của chúng ta. Và em thôi có một cái lời khuyên là các anh chị muốn có một lời khuyên đúng thì các anh chị phải đi gặp những người thành công. Vì người thành công, anh chị comment giúp chân thơ câu này nhé, người thành công nói gì cũng đúng, nhưng nếu nói không đúng thì không bao giờ thành công, đúng không ạ? Vì thế nên là người thành công nói gì cũng đúng. Đúng ở đây là gì? Họ nói đúng nên họ mới có nhiều tiền. Họ sống đúng nên họ mới hạnh phúc. Họ làm đúng nên họ được người khác tôn trọng. Và họ thành công là được xã hội ghi nhận, chứ không phải là bạn ghi nhận, mà là xã hội công nhận sự thành công của họ. Đúng không? Người thành công nói gì cũng đúng, nhưng phải nói đúng thì mới thành công. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo đó là gì? Không đủ tiền hưu trí. Rất nhiều người rất giỏi. Em thơ sẽ kể một cái câu chuyện. Đó là thầy giáo của anh Công, là một người rất giỏi, rất giỏi trong việc gì ạ? Quản trị nhân sự, thăng cấp trong sơ đồ trả thưởng, gọi là trong công việc của họ. Nhưng nếu mà nói về đầu tư, họ chẳng biết một cái gì hết. Đúng không ạ? Nên việc của chị em chúng ta, khi chúng ta đầu tư, khi chúng ta giúp được nhiều người thì công ty ghi nhận thành tích của chúng ta. Ví dụ như chúng ta lên top đi, thì công ty sẽ chứng nhận rằng à, bà Trịnh Thị Thơ là top expert của thị trường Việt Nam. Ngày tháng bà lên top expert, bà giúp được bao nhiêu người lên cấp giống như bạn, thì bạn ấy mới lên được cấp bậc. Chứ không phải là Thơ thích nói gì, Thơ lên livestream, Thơ ngồi nói gì được. Vì khi Thơ livestream vẫn có thị trường kiểm soát những cái gì mà Thơ nói, sao đúng không? Nếu như Thơ nói sai, họ yêu cầu gỡ livestream này, đúng không ạ? Và nếu như những người đang làm công ăn lương, những anh chị làm công ăn lương, nếu như chúng ta không chuẩn bị cho mình một cái cơ hội nào đó, chuẩn bị cho mình một dòng tiền nào đó, thì chắc chắn về hưu các anh chị chỉ sở hữu được đúng cái số tiền lương mà các anh chị có thôi. Thì các anh chị sẽ gặp khó khăn trong việc gì? Cuộc sống của các anh chị về già, có thời gian, có tiền nhưng lại không có sức khỏe, có tiền nhưng mà chưa chắc để đủ tiền để chữa bệnh, đúng không anh chị? Nên là việc của chúng ta là cái gì ạ? Luôn luôn chuẩn bị cho mình một khoản tiền dư. Còn rắc rối của người giàu là gì? Vì nhiều tiền quá không biết làm gì. Có rất nhiều người nói rằng trời ơi, tôi đầu tư vào đây tôi nhiều tiền quá, tôi không biết phải làm gì. Thì lúc đấy các anh chị hãy nghĩ đến những người đang có hoàn cảnh khó khăn. Hãy rộng, giang rộng vòng tay giúp đỡ mọi người. Ở đây có anh chị nào có một cái mục tiêu đó là gì ạ? Xây những cái khu gọi là gì? Ví như em Thơ có mong muốn là như này ạ? Xây trường học cho các học sinh. Hoặc là mục tiêu của em Thơ là muốn tuyển dụng những người có tư duy về đầu tư, có tư duy, tóm lại là có những cái tư duy khác biệt với những người đi làm công lương, để có thể mở ra những cái trường nghề để đào tạo cho người ta, giống như cái chương trình khởi nghiệp đó các anh chị. Em Thơ đang đào tạo những cái chương trình khởi nghiệp, đó là định hướng cho các bạn làm như nào để các bạn làm đúng, sống đúng và các bạn có mục tiêu sống. Đấy, chúng ta thường dẫn đến chúng ta không biết chúng ta làm gì, không biết mục tiêu của mình ra, sứ mệnh của mình là gì, mục tiêu của mình là gì, thì là do các bạn chưa được đào tạo, đúng không ạ? Còn em Thơ thường xuyên đào tạo cho đội ngũ của mình là a, mục tiêu của bạn là có bao nhiêu cổ phần, mục tiêu của bạn là khi bạn có nhiều tiền rồi, khi bạn có cổ tức thì bạn làm gì để giúp cho xã hội phát triển, đúng không ạ? Và em Thơ thì có một mục tiêu là các anh chị biết là xã hội càng hiện đại, rất nhiều chị em phụ nữ bị bạo lực. Ở đây có hai dạng bạo lực nhé. Một là bạo lực về thể xác, hai là bạo lực về tâm hồn, về tư tưởng. Thế thì em Thơ mong, và các anh chị có thấy xã hội càng hiện đại thì có rất nhiều chị em phụ nữ là không có công ăn việc làm, tại vì nhu cầu công việc gọi là cao mà trình độ thì thấp, thì các anh chị giờ khó kiếm được việc làm, đúng không? Thì mục tiêu của em là muốn xây những cái trung tâm để có thể là tạo điều kiện cho các chị em có thể có công ăn việc làm. Đấy, mục tiêu của em Thơ có nhiều thứ lắm. Chẳng qua là một mình, nếu như mình không có tiền ý, mình sẽ không kêu gọi ai, hoặc là rất ít chị em có chung ý tưởng. Tại vì người mong muốn có tiền là để hưởng thụ thôi, chứ không nghĩ đến những cái điều đó, đúng không? Thì em Thơ mong muốn là mình có nhiều tiền để mình có thể giúp được nhiều người hơn. Nên là em Thơ cứ đầu tư thôi. Mình đầu tư
thì mình nhiều tiền thì mình làm được nhiều việc. Giống như chúng ta rất chỉ là mong muốn giúp đỡ một ai đó đi làm từ thiện, nhưng chúng ta không có tiền thì chúng ta chỉ gọi là sức người có hạn thì chúng ta sẽ không làm được nhiều, đúng không anh chị? Đó, và nếu như những cái thời điểm mà lũ lụt đi hoặc là những cái thời điểm mà Covid đi, các anh chị thì có thể là cho ủng hộ được 1 triệu 2 triệu là gọi là nhiều lắm rồi. Nhưng các anh chị có biết không, khi mà lũ lụt thì em Thơ đã ủng hộ ít nhất là hai vợ chồng em Thơ ủng hộ 50 triệu. Đó, Covid là em Thơ không biết anh Công là ủng hộ bao nhiêu, nhưng mà ít nhất trong cái mùa Covid em Thơ cũng ủng hộ hàng trăm triệu. Đó, em Thơ xây dựng nhà máy mùn ở Việt Nam đi. Không, em Thơ không xây dựng mà máy mùn đâu, mà sẽ có người làm nhà máy mùn đăng ký rồi, có người đã đăng ký để làm nhà máy mùn ở Việt Nam rồi. Hoặc là bây giờ thì em Thơ, hệ thống của em Thơ có một chú ấy đang muốn là đăng ký độc quyền, thì bây giờ chú đang xin phép, đang mang sản phẩm đi phân tích xem là nó có bị hại cho đất ở thị trường Việt Nam hay không. Đó, nếu như ok thì chúng ta mới làm được. Phải xin phép nha các anh chị nha, phải làm giấy thủ tục pháp lý nha các anh chị nha, không phải là muốn là được, đúng không ạ? Rắc rối của người giàu là quá nhiều tiền, không biết làm gì, sợ con cái sinh hư, đúng không? Nhưng mà em Thơ có một cái mong muốn là, em Thơ nói với con, em Thơ rằng là những gì mẹ làm sau này mẹ sẽ tự thiện cho thế giới, cho nước nhà, cho tổ quốc. Còn việc của các con là học, sau đó làm, để con có kiến thức, có kinh nghiệm để con vận hành tiền. Chứ không phải là em Thơ không để tiền để cho con em đâu ạ, không có cho. Thứ hai là cần giữ cho chúng an toàn và đem đi đầu tư. Người giàu họ có rất nhiều tiền, và bây giờ họ phải làm gì để họ đầu tư, làm sao để cho tạo ra hàng nghìn dòng tiền giống như ông Warren Buffett đây. Ông Warren Buffett, ông ấy không đầu tư quá nhiều vào một cái công ty nào đó, cho đến khi công ty đó lên sàn chứng khoán thì bắt đầu là ông ấy mua, và ông nắm giữ lâu dài để ông được nhận cổ tức. Đó là lý do tại sao mà ông đã đầu tư vào Coca-Cola là 1,3 triệu đô. Triệu đô hay tỷ đô anh nhỉ? Tỷ đô. Và ông ấy nhận về hàng tỷ đô mỗi năm, đúng không ạ? Đó. Cái thứ ba là băn khoăn liệu người khác có thích tiền của họ hay là cái gì? Băn khoăn liệu người khác thích họ hay là thích tiền của họ. Các anh chị hay xem phim đi, thì có đúng là khi một người giàu nào đó họ có rất nhiều tiền rồi, thế bây giờ là họ muốn lấy vợ chẳng hạn, nhưng mà không biết cái người nó thích mình hay là thích tiền của mình. Vì người mà ham vật chất họ đến với mình vì tiền của mình, thì một ngày nào đó họ sẽ cuỗm tiền của mình và đi nơi khác, đúng không? Vậy thì chúng ta cần phải các gì thông minh trong cái việc quản lý tiền đó. Nên là tại sao mà mỗi lần người giàu mà ly hôn, các anh chị vất vả lắm, chia đôi tài sản, đúng không? Giống như ông Jeff Bezos đấy, ly hôn vợ là phải chia đôi tài sản này, rất chỉ là nhiều cổ phiếu, đúng không? Hoặc là như anh Đặng Lê Nguyên Vũ đấy, ly hôn là phải chia cho chị Thảo mấy nghìn tỷ đấy, đúng không? Đó là cái sự băn khoăn của người giàu. Cái thứ tư là cần có những chuyên gia tư vấn về tài chính thông minh. Tại sao mà người giàu hoặc chủ doanh nghiệp họ đều phải có cố vấn tài chính? Cũng giống như em Thơ cứ đào tạo xong em Thơ lại đi học. Vì sao các anh chị? Vì đi học để nâng cấp, để mình có kỹ năng để mình đầu tư. Đầu tư ở đâu là chúng ở đấy. Hoặc ít nhất mình cần phải vận hành tiền làm sao để cho nó phù hợp, đúng không ạ? Ví dụ như sau này em Thơ có nhiều tiền rồi, cứ công ty của mình mà tái đầu tư vào các hạng mục, các công ty nhỏ lẻ, công ty nhỏ, thì em Thơ sẽ là người sử dụng cái gì, cái cổ tức đó để tái đầu tư vào các dự án của công ty. Em Thơ sẽ không bao giờ đưa tiền ra ngoài. Vâng ạ, em chào 99 anh chị em nhé. Cái tiếp theo đó là người giàu thì cần phải dạy dỗ con của mình làm sao để những đứa con đó không hư hỏng. Con của ông Donald Trump, ông ấy nói tuyên bố rằng con không được hút thuốc, xăm chỗ và uống rượu. Vì đứa nào mà xăm chỗ, hút thuốc, uống rượu thì đứa đó không được thừa kế bất kỳ một cái tài sản nào hết. Nên con của ông Donald Trump, các anh chị thấy không, mỗi lần họ đi đâu họ đều đi cùng nhau. Con của ông ấy, đứa con gái của ông ấy là gì, thiết kế thời trang mà là người mẫu, sau đó cũng là cố vấn cho bố luôn, đúng không? Con trai cũng thế, con trai cũng trong hội đồng giống như là trong cái việc là tranh cử tổng thống này, hoặc là làm doanh nghiệp này đó. Chung đấy là giàu trước khi kết hôn, và nếu ly hôn tài sản vẫn là của mình, không chia chác gì hết. Nhưng mà như
Đấy là trước đây, còn bây giờ khi mà chúng ta ly hôn lấy nhau rồi thì chúng ta vẫn phải cho vợ mình thừa kế chứ. Trong khi mà lấy hôn lấy vợ rồi thì chúng ta sẽ có hai vợ chồng là gọi là tài sản chung các anh chị ạ. Đúng không ạ? Nhưng mà mình đừng suy nghĩ như thế, đúng không? Mình phải hướng tới làm sao để vợ chồng cùng thấu hiểu nhau, đồng hành cùng với nhau, giàu có nhưng hạnh phúc, chứ không phải giàu. Em nói thật với các anh chị, chúng ta giàu mà chúng ta không hạnh phúc thì đó là thất bại đỉnh cao, được không? Còn nếu như chúng ta không những có nhiều tiền mà chúng ta còn giàu thì người ta nói rồi là vì vợ của họ xứng đáng được tiêu tiền của họ, vì họ kiếm tiền là để gì? Chăm sóc vợ mà, đúng không ạ? Cũng giống như anh Công nhà em ấy, kiếm được tiền rồi nhưng mà vẫn phải nấu cơm, rửa bát quét nhà, vẫn phải chăm sóc con cái, giúp cho em thơ là chuyện bình thường, tại vì họ yêu mình thì họ chăm sóc cho mình, đúng không? Hoặc là như ông chủ của ACB đấy, con trai là Trần cái gì Trần Huy đấy, vừa hát hay lại vừa quản lý doanh nghiệp giỏi này, đúng không? Trước đây ACB nợ hàng nghìn tỷ nhưng đến bây giờ họ cũng lời hàng nghìn tỷ khi mà chưa cổ tức, đúng không? Tiếp theo đó là gì ạ? Tài sản thừa kế và lên kế hoạch cho việc thừa kế. Các anh chị ơi, các anh chị đầu tư vào UST là các anh chị biết rằng nếu như các anh chị có 1 triệu cổ phần, một ngày nào đó các anh chị có 1 tỷ đô thì sao? Các anh chị đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Và nếu như anh chị có 1 tỷ đô thì các anh chị sẽ phải làm gì? Anh chị giáo dục con kiểu gì? Định hướng cho con kiểu gì? Đúng ạ? Thế đây là con của em Thơ. Khi con của em Thơ học xong cấp 3 rồi, có nghĩa là hiện tại em con của em Thơ đang học xong cấp 3 đấy ạ. Thì em Thơ cho đi học các khóa học về phát triển bản thân, học làm MC, có nghĩa là để mình làm sao giao tiếp tốt, học về quản lý tài chính để làm sao chúng ta có thể phân bổ dòng tiền để con của mình có thể là điều hành được cái khoản tiền đó. Đó. Lên kế hoạch cho thừa kế. À, vậy thì bây giờ có mấy đứa con? Bây giờ chia làm sao đây? Bây giờ nếu như mà các con chúng ta phải không phân biệt trai hay gái mà tất cả chúng ta phải gì chia chác giống như nhau. Nên mục tiêu của em Thơ là mình có nhiều tiền mình có thể là sinh thêm nhiều đứa con nữa đấy, nên là em Thơ sẽ thể phải sinh thêm 2 3 đứa con nữa để gì ạ, thế sau này mình có hàng tỷ đô mình có thể chia, à làm từ thiện 1 tỷ đô còn 9 tỷ đô chia cho 9 đứa con chẳng hạn, mỗi đứa 1 tỷ đô, nó đồng đều không phân biệt. Và tại sao em Thơ có tài khoản, em Thơ xác định là bây giờ em Thơ có 4 đứa con chẳng hạn thì sau này em thừa kế cho 4 đứa 4 tài khoản, và em Thơ đẻ thêm 3 đứa con chẳng hạn thì em Thơ phải làm sao để em Thơ có gì có 3 tài khoản tiếp theo để mỗi đứa có 1 tài khoản, vì chúng ta xây dựng hệ thống ở đây, chúng ta xây dựng ở cộng đồng đây, sau này chúng ta thừa kế cho con của mình cơ mà. Mà ông chủ tịch nói rồi, 50 năm không hết việc, đấy là xây thôi nhé, còn chưa kể là việc là gì ạ, chúng ta sản phẩm của chúng ta nó tồn tại đúng không, nên là việc của chúng ta là phải gì, có kiến thức về tài chính, có cách quản lý tiền, làm sao chúng ta giáo dục con của chúng ta để nó phải phục tùng, và nó lại phục tùng nhưng mà lại phải phụng sự. À, phục tùng là nghe lời chúng ta và phụng sự là phụng sự cho những người đồng hành cùng với nó, đúng không? Tiếp theo đó là những khoản thuế quá mức của chính phủ. Các anh chị thường là bây giờ nếu trước đây em Thơ làm việc cho Herbalife thì mỗi tháng em Thơ sẽ đóng 5% phí hoặc 10% phí thuế thu nhập cá nhân. Nhưng đến bây giờ với em Thơ, khi em Thơ đầu tư về UST rồi, kể có đóng 10%, 20% cũng là chuyện bình thường. Ví dụ ở Nga là thuế thu nhập cá nhân là 13%. Vậy để các anh chị biết vì sao mà ông chủ tịch không đăng ký ở Mỹ không? Tại vì ở Mỹ là phải đóng thuế cao. Thì công ty của chúng ta sẽ có thể sẽ lên sàn ở bên Dubai, đúng không? Vì Dubai chỉ đóng thuế doanh nghiệp 1 năm đầu tiên thôi và nó hoàn toàn được miễn thuế. Và tại sao công ty của chúng ta cũng đăng ký tại Anh? Vì đăng ký tại Anh là chúng ta ở một cái quốc đảo, một cái quần đảo gọi là miễn thuế. Đó. Nên ông chủ tịch của chúng ta rất thông minh. Thông minh là gì ạ? À, có thể có những người có năng lực thì đầu tư rất lớn, nhưng có những người không có tư duy, không có tầm nhìn, chỉ ăn theo 1.000, 2.000 thôi. Thì ông cũng mong muốn là nếu như các anh chị đầu tư 1.000 đô, các anh chị chỉ có 100.000 cổ phần thôi chẳng hạn, mà mỗi năm các anh chị chỉ được nhận độ 5-7.000 đô cổ tức thôi. Thế bây giờ nếu như mà anh phải đóng 13% là các anh chị đóng mất bao nhiêu? 1.300 đô rồi. Hoặc là 2.000 đô rồi, ví dụ như thế. Thế thì ông ấy muốn rằng người nghèo người ta đã có ít cổ phần rồi, bây giờ lại còn phải đóng thuế cao nữa. Thì bây giờ tôi phải tìm giải pháp làm sao để người nghèo cũng đóng thuế nhưng đóng ít thôi. Đúng không ạ?
Còn người giàu thì như em xác định là sau này tại sao mà em mua nhiều, vì em mong muốn là mình có thể đóng thuế cao, có thể xây được những cái quỹ từ thiện, những cái gì đó mà có thể giúp cho xã hội chúng ta phát triển. Ví dụ như bây giờ em thơ là một người bình thường, vậy thì các anh chị thử nghĩ xem con của em thơ đang học ở đâu, đúng không ạ? Thế trường đó ai là người xây, rồi làm sao để chúng ta có thể đóng thuế được, giúp đỡ họ được đấy. Giống như chúng ta bây giờ nhé, anh Công ấy ạ, anh ấy học cấp 3 xong là đến bây giờ là sắp bao nhiêu năm rồi anh, 20 mấy năm rồi, đúng không? Và bây giờ mình phải hướng tới làm sao đó để mình có thể phụng sự được trường, ví như xây trường, tạo ra những cái quỹ cho trường, ví như là trẻ thơ, quỹ học bổng, đúng không ạ? Và vợ chồng nhà em thơ đang làm những điều đấy. Có nghĩa là đừng đợi đến lúc chúng ta có nhiều tiền, mà việc chúng ta phải nỗ lực làm việc để chúng ta có tiền phụng sự. Ví dụ như bây giờ em thơ vẫn đang đầu tư mỗi tháng rất là nhiều tiền, nhưng em thơ vẫn làm từ thiện mấy trăm triệu mà, đúng không ạ? Nên là nếu như chúng ta làm đúng, chúng ta làm những điều có ích thì không ai cấm chúng ta hết. Và chúng ta đầu tư vào UST, chúng ta được bảo vệ, được được nhà nước bảo vệ, được công ty bảo vệ, anh chị. Thì chúng ta đầu tư vào crowdfunding là một trong những cái quỹ mà một cái đạo luật mà ông Obama đã ký năm 2012 là giúp cho toàn cầu được phép đầu tư, chứ đâu phải cấm chúng ta đâu, đúng không? Nhưng chúng ta không sợ gì hết. Và rắc rối của chúng ta là một bên là gì? Sợ không đủ tiền, của một bên là quá nhiều tiền. Vậy thì giải pháp tồi cho những cái rắc rối tài chính như thế nào, là chúng ta cần phải nhận biết sớm để chúng ta làm gì, tránh những cái gì ạ, những cái rắc rối đấy ra. Ví dụ như thế là mua sắm quần áo, đừng có mua đồ rẻ quá, về đồ rẻ quá quay 2 lần máy giặt là nhàu, là hư, là rách, mà mặc nó không sang thì lại bỏ, lại lãng phí, đúng không? Việc của chúng ta là mua một một vài bộ quần áo chất lượng và các anh chị có thể mặc vài năm mà không hỏng đó. Nên quần áo của em thơ hay mua, nhưng em thơ toàn mua đồ chất lượng để làm gì, mình không mặc thì mình có thể cho, đúng không? Đấy. Và hãy đầu tư vào tài sản, vì đầu tư vào tài sản tăng thì trong tương lai các anh chị sẽ có nhiều tiền, đúng không? Rất nhiều người nói rằng là ôi chị ơi, em làm gì có tiền mà ghi danh, em làm gì mà có tiền mà thế nào, em làm gì mà có tiền thế kia, em làm sao mà giống như chị được. Vì bản chất em thơ đến với UST cũng bằng 10 triệu Việt Nam đồng thôi, không phải là một người giàu, không phải là một người nhiều tiền, cũng không phải là một người phụ nữ có trình độ bằng cấp đại học, không phải là cao học, không phải là thạc sĩ, em thơ chỉ học hết cấp 3 thôi. Nhưng việc của em là gì? Xác định được mục tiêu rõ ràng, cụ thể, chi tiết, đo lường, đếm được và tưởng tượng được ở trong đầu. 5 năm tới thì mình là ai? Mình là người như thế nào? Mình đang đồng hành với ai? Đồng hành với người này có lợi ích gì? Chúng ta đang đầu tư vào một cái quỹ này có được bảo vệ hay không? Đúng không? Thế thì chúng ta phải xác định được, à, đặt bút xuống. Chúng ta giống như đặt trên bàn cân ý, một cái cân. Đầu tư vào UST chúng ta được cái gì? Chúng ta xác định muốn giàu 100 lần. Thì chúng ta phải xác định được chờ đợi ít nhất là 5 năm, 10 năm. Đúng không các anh chị? Còn các anh chị muốn ăn sổi, xin lỗi các anh chị, muốn ăn sổi thì có rau giá, mà rau giá thì các anh chị phải gieo nhiều lần, ủ nhiều lần, đúng không? Nên là chúng ta phải xác định đấy. Bố mẹ em thơ ở quê trồng lúa năm cứ 1 năm 3 vụ, 2 vụ hẹ lúa và 1 vụ khoai. Nhưng mà em thấy cả đời có đồng tiền nào đâu. Nếu em thơ hỏi là mẹ ơi bây giờ con cần 1 tỷ, mẹ có tiền không cho mượn? Khóc lóc, trời ơi kiếm đâu ra 1 tỷ con. Con bảo mẹ đi mượn ngân hàng, mẹ mượn cho con được 100 triệu thôi, chứ mượn 1 tỷ thì ai cho vay? Em thơ chỉ cần hỏi thế thôi là biết ngay bố mẹ có tiền hay không, đúng không ạ? Nên là các anh chị biết rằng này, đầu tư vào UST là chúng ta đang đồng sở hữu công nghệ. Đồng sở hữu công nghệ là công nghệ chuỗi, chứ không phải là một công nghệ đường dây, mà công nghệ chuỗi. Phương đầu tư công nghệ chuỗi này thì nó bao gồm những gì? Hệ sinh thái đường dây dây của chúng ta, nó ít nhất là nó sẽ có 3 phương tiện trên một đường dây. Đó là gì? Đô thị, hàng hóa, cao tốc. Đấy là công nghệ chuỗi đấy, đúng không? Công nghệ dây nó có 3 phương tiện đấy. Sau rồi những cái dự án mục tiêu. Những dự án mục tiêu là gì? Chúng ta đang đầu tư ở thời điểm đầu tiên, công ty sẽ sử dụng tiền của chúng ta để phát triển các nhóm công ty liên kết, thì chắc chắn các anh chị sẽ được hưởng tiền rồi, cổ tức rồi, nên là không có gì phải lo, đúng không ạ? Nên là việc của chúng ta là gì? Đừng đầu tư nhiều thứ khi mà không hiểu. Hãy tìm hiểu thật kỹ. Và ông Warren Buffett ông có nói rồi, hãy đầu tư vào thứ mà bạn hiểu. Và đầu tư vào một cái doanh nghiệp mà giá cả của nó đang thấp hơn giá trị của nó. Có
nghĩa bây giờ chúng ta đầu tư vào cái gói ghi danh đang có 1-200 đồng trên một cổ phần thôi, nhưng nó được định giá 1 đô trên một cổ phần, và nó lên sàn nó đang định giá 5, ít nhất là phải gì 4-5 đô thì mới được lên sàn. Thế thì các anh chị thử nghĩ xem, nếu như bây giờ đang đầu tư 200 đồng mà nó chỉ cần IPO là các anh chị có 4 đô la là đang có 96.000 cho một cổ phần, thì không giàu là cái gì các anh chị, đúng không? Đó, top Trịnh Tuấn Anh nói rằng mới hay thế. Nói gì mà hay vậy? Lãm nhãm tí cho nó vui. Đang giao lưu với các cổ đông một chút, đúng không ạ? Các anh chị không kiếm đủ tiền thì các anh chị phải xác định như này này. Ngày hôm nay, tháng này, tôi muốn kiếm 100 triệu. Vậy thì 100 triệu đến từ đâu? Đến từ lĩnh vực gì? Đến từ ai? Người đó đang kinh doanh gì? Người ta có tiền hay không? Họ có đủ khả năng để đầu tư hay không? Thì mình mới có tiền chứ. Thế bây giờ ngay cái việc phân tích nhu cầu của khách hàng mình còn không làm được, làm sao mình kiếm được tiền, đúng không anh chị? Nên việc của chúng ta là tháng này mục tiêu của mình là kiếm 10 triệu. Thì để kiếm được 10 triệu thì cần có 3 khách hàng đầu tư 1.000 đô thôi, trả thẳng thôi, là mình đã có 450 đô rồi, là có 10 triệu ngon lành cành đào. Vậy thì 3 cái người này đến từ đâu? Một người kiếm từ Facebook, một người đến từ bạn học, một người đến từ hàng xóm láng giềng. Em muốn kiếm từ Facebook thì phải đăng bài thường xuyên mới tạo ấn tượng với người khác chứ, copy những bài hay. Tôi sẽ làm bị ngắt kết, đúng không? Đấy, thứ hai, các anh chị muốn trở thành ai? Muốn trở thành người của thế nào? Muốn giúp đỡ ai? Muốn từ thiện ở đâu? Các anh chị phải đặt mục tiêu. À, muốn giúp đỡ được người khác, ít nhất bạn phải có 1 triệu cổ phần. Còn khi mà bạn chỉ có 1 tỷ, có 10 tỷ, em nói thật với các anh chị không dám cho đi đâu. Vì lòng tham của con người là gì? Lòng tham vô đáy. Nên việc của các anh chị muốn giúp được xã hội, muốn giúp được làng xóm láng giềng, muốn giúp được anh chị em của mình, bạn phải là một người giàu đột phá thì các anh chị mới sẵn sàng cho đi. Các anh chị cứ thử để ý mà xem, khi các anh chị có 1 tỷ trong tay, anh chị dám cho bố mẹ của mình bao nhiêu tiền, dám cho anh chị em của mình bao nhiêu tiền, muốn đi từ thiện bao nhiêu tiền? Trời ơi, bố mẹ còn không giúp được, anh em họ hàng không giúp được thì đừng có nói đi từ thiện ở chỗ khác. Nên việc của chúng ta chỉ có phải trở nên siêu giàu thì chúng ta mới gì ạ? Mới giúp được nhiều người hơn. Nên mục tiêu của em thơ nhìn thấy là đi lên các miền núi. Các anh chị biết không? Không có cơm để ăn, không có quần áo để mặc, không có dép để đi, không có trường để học. Các con đi học còn chỉ ăn cơm trắng trộn với nước thôi. Nên việc của chúng ta là phải sở hữu thật nhiều cổ phần để chúng ta giúp đỡ được người khác. Và giúp đỡ nhiều người chứ không phải giúp đỡ một người, đúng không anh chị? Và nên bắt buộc chúng ta phải trở nên giàu có. Và các anh chị có biết không, các anh chị càng làm việc, các anh chị càng phụng sự, có nghĩa là các anh chị càng báo hiếu bố mẹ, các anh chị càng giúp đỡ người thân người quen, các anh chị càng xây dựng đất nước, thì các anh chị lại có động lực để gì? Các anh chị kiếm tiền. Và khi các anh chị kiếm tiền vượt qua ra khỏi vùng gia đình rồi, ra khỏi vùng là anh chị em làng xóm rồi, thì các anh chị mới nghĩ đến đất nước đã làm gì cho ta, và ta đã làm gì cho đất nước hôm nay, đúng không ạ? Nếu như chúng ta hướng tới tôi sẽ giúp đất nước của chúng ta khi mà xảy ra chiến tranh, khi xảy ra hỏa hoạn, chúng ta có thể tình nguyện phụng sự một số tiền rất lớn, đúng không? Rồi là sao? Các anh chị ở miền Trung thì lũ lụt rất nhiều. Em thơ cũng là người miền Trung, và ngày xưa các anh chị có biết không, lụt nhá, lúc nào cũng vào nhà đấy. Nên mục tiêu của em thơ là phải kiếm được tiền xây nhà, và xây nhà cái móng cao 1m2 các anh chị ạ. Cái móng cao gần bằng em luôn thì lũ lụt không bao giờ sợ. Và thứ hai, mình làm một cái nhà đẹp để mình truyền cảm hứng cho làng xóm láng giềng, họ cũng gì phấn đấu như chúng ta, được không? Chúng ta thành công là chúng ta truyền cảm hứng cho làng xóm láng giềng, mặc dù là họ đang chửi chúng ta đấy, nhưng nó cũng là động lực để cho hàng xóm láng giềng họ phải gì, mày nhìn cái thơ kìa, nó mình cứ chê nó là làm đa cấp lừa đảo kìa, nhưng nó xây dựng được nhà cho bố mẹ, nó báo hiếu được cho xã hội. Họ phải nghe mình, nên họ nói đừng có sợ, vì tầm nhìn của họ đang đi sau chúng ta, được không? Nên anh chị phải nỗ lực lên, đúng không ạ? Cái thứ hai, khi các anh chị có nhiều tiền mua nhà, không phải trả góp mua xe, không phải trả góp cho con đi học, không vẫn cần phải trả góp, nên là nợ nần sẽ không bao giờ phải bị dẫn tới, đúng không ạ? Và khi chúng ta không nợ nần ai thì chúng ta thật cảm thấy gì rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì sao ạ? Thích mua gì cũng được. Hôm nay em thơ bảo anh ơi, em thèm hải sản quá. Ok, tí nữa anh đưa em đi ăn. Đó. Thế rồi sao? Anh công lại bảo là em ơi, hôm nay trời mưa ăn thịt chó đi. Thế là vừa mới đi một vòng quanh để đi mua thịt chó đấy. Nên là việc của chúng ta là gì?
hãy kiếm thật nhiều tiền để khi vợ của mình nói rằng anh ơi iPhone 15 có rồi, anh mua cho em đi, thì có người mua iPhone 15. Anh ơi em muốn ở đi du lịch thì anh sẽ đi du lịch. Còn nếu như chúng ta vẫn đang còn làm việc mà chúng ta đang phải tính toán chưa hạnh phúc thì chúng ta chỉ tập trung vào kiếm tiền cho em. Vì khi chúng ta kiếm được tiền thì chúng ta mới cảm thấy ồ, mình thật là một siêu nhân. Mình đang kiếm tiền, mình truyền động lực được cho người khác, mình giúp được nhiều người hơn, đúng không? Mình báo hiếu được bố mẹ mình, đúng không? Đấy. Và khi chúng ta giàu có, chúng ta mua khả năng mua bất kỳ một cái căn nhà nào. Và ông Donald Trump ông đã nói rằng là có những lúc tôi chỉ cần mua cái nhà trong vòng 15 phút, có nhiều tiền mới ra quyết định nhanh được chứ, đúng không ạ? Nên là việc của chúng ta phải nhiều tiền thì chúng ta mới quyết định mua được cái căn nhà đấy. Và mấy hôm nay em thưa hay xem phim Trung Quốc ấy, thế là ví dụ như dòng 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 tộc này lấy dòng tộc này, nhưng mà dòng tộc này thấy phát hiện dòng tộc kia không tốt thì nói rằng là gì ạ, tôi muốn làm sao các anh nhỉ, hãy cho dòng tộc này biến mất khỏi trái đất. Thế thì các anh chỉ phải có nhiều tiền anh chị mới cho thằng khác đăng xuất khỏi trái đất được, đúng không ạ? Cái tiếp theo đó là gì, khi xe bị hỏng thì gì, người nghèo làm gì có tiền mà sửa, nhưng mà người giàu không sao đổi cái xe mới, đúng không ạ? Nên là việc của chúng ta là phải bài toán là gì ạ, để giải quyết được mọi rắc rối thì chúng ta phải có nhiều tiền. Tiếp theo là tôi muốn con tôi đi học đại học nhưng không có tiền. Người nghèo là nó rằng ôi mẹ muốn cho con đi học lắm nhưng bây giờ kinh tế gia đình nhà mình khó khăn lắm con ạ. Nhưng mà người giàu thì sao ạ? Không sao hết, cho con đi học mỗi năm vài tỷ, vài chục tỷ là chuyện quá bình thường, đúng không? Rồi là sao ạ? Các anh chị có nhìn thấy không ạ? Hôm qua em thơ xem được một cái video, cái chú đấy là thượng tá hay là trung tá công an gì đấy, nhưng mà con cái kinh doanh mà thua lỗ là cuối cùng bố là phải đi sửa xe, đi nhặt sắt vụn ở ngoài đường đấy. Đấy, và bạn bè thấy như thế cho 1 triệu nhưng mà chú nó không dám lấy. Thì chúng ta phải biết như này này, nếu như chúng ta cứ ở trong vùng an toàn, an phận, làm một cái công việc mà nó không tạo ra thu nhập lớn, không lo được cho gia đình của mình, thì khi nghỉ hưu các anh chị biết không, con cái, tiền điện, tiền nước, ma chay, cưới hỏi, con ốm, con đau, hay bản thân mình ốm đau, mình chẳng có tiền để lo đâu, lại phụ thuộc vào con cái, nó lại chửi cho, đúng không? Nên việc của chúng ta phải làm sao để chúng ta có một khoản tiền dư để nghỉ hưu, chúng ta không phải lo. Đó là gì? Tạo ra rất nhiều dòng tiền, đúng không ạ? Tiếp theo đó là nếu như mà đang làm một cái công việc nào đó mà mình không thích, tốt nhất hãy dừng lại, đúng không ạ? Và tìm một cái công việc mà mình cảm thấy đam mê. Vì khi chúng ta đam mê, chúng ta sẽ thấy đó không phải là một công việc mà nó là một sở thích, đúng không? Em thơ ngày xưa làm công ăn lương, em thơ làm công ăn lương, em thơ luôn luôn là một người làm nhanh nhất truyền, em thơ luôn được giữ lại tăng ca. Người khác chỉ được 5 triệu tiền lương nhưng em thơ luôn được 7 triệu tiền lương. Và em thơ nghĩ tại sao mình lại được công ty ưu tiên như thế này, tại sao mình lại được các tổ trưởng, các quản lý ưu ái như thế này. Và em thơ đã tìm ra được một cái bí mật của lãnh đạo đấy. Và em thơ quyết định là gì? Không đi làm thuê nữa, mà em thơ đi làm kinh doanh. Và khi đi làm kinh doanh, một tháng đầu tiên em thơ làm gì các anh chị? Chỉ đi quạ nhà vệ sinh và giữ cốc chén cho người khác thôi. Nhưng em thơ phải tìm ra được cái bí quyết để làm sao em thơ có thể làm tốt hơn. Và đó lý do tại sao mà khi em thơ tham gia bất kỳ thị trường gì, em thơ cũng đi thực tế. Vì khi đi thực tế, người ta bảo mắt thấy, tai nghe, tay sờ, mông chạm, thì các anh chị sẽ tự tin mà tuyên bố với thế rằng tôi thấy tiền của tôi đang làm việc thật, đúng không ạ? Tiền của tôi đang kinh doanh thật, tiền của tôi đang xây dựng thật, tiền của tôi đang nảy sản sinh từng ngày thật, và tôi đang giàu có từng giờ, từng phút, từng giây, từng ngày, từng tháng và từng năm. Đó là lý do tại sao mà em thơ đến ngày này em thơ mới có tiền để đầu tư hàng bao nhiêu tỷ như thế, đúng không ạ? Và nếu như em thơ không làm việc điên cuồng, nếu như em thơ không làm việc tốt, nếu như em thơ là một người không có tầm nhìn, thì chắc chắn không thể dẫn dắt được hàng bao nhiêu nghìn con người đồng hành cùng với mình như thế, đúng không anh chị? Tại vì các anh chị biết rằng là mình không rõ thì mình không bao giờ giữ chân được nhân tài. Em thơ vô cùng tự hào cái đội nhóm của em thơ quá nhiều nhân tài luôn, đúng không? Thế thì để em trở thành một lãnh đạo thì bản thân bạn phải là một lãnh đạo. Để nói chuyện hay, ít nhất bạn phải là người làm được những cái điều đó thì bạn mới nói, người ta mới phục bạn. Còn chúng ta nói mà đường, chúng ta làm mà nẻo, mà người ta nói rằng gì, nói thì như rừng múa nhưng mà làm thì như mèo mửa. Nghĩa là nói thì không được,
đúng không? Nhưng ông chủ tịch của chúng ta thì sao? Mãi miết làm, mãi miết làm, đến cả ngay cả nhận giải thưởng hòa bình, nhận những cái giải Oscar được định được thế giới công nhận là một trong những lãnh đạo mà xuất sắc nhất của 1.000 năm, ông ấy còn không biết cơ mà. Cũng là việc của ông là cứ làm, việc của chúng ta là cứ làm, rồi một ngày nào đó các anh chị sẽ lọt vào Forbes, đúng không ạ? Các anh chị có muốn mình lọt vào Forbes không ạ? Nếu như muốn lọt vào top trở nên siêu giàu của Forbes thì các anh chị hãy comment số 1 đi ạ. Và hôm nay em trêu anh Công là hôm nay anh search trên Google em thấy mới vợ thấy là vợ chủ tịch vào Forbes thôi, em chưa thấy tên em trong tạp chí Forbes, nên em phải nỗ lực, đúng không ạ? Và mình phải làm sao để mình xa, cách xa những người mà người ta không thích mình, đúng không ạ? Nên là việc của anh chị là hãy tập trung vào các top leader, họ đang là những người cống hiến cho doanh nghiệp của anh chị đó. Và hôm nay em Thơ vừa mới tư vấn cho một chị ở bên Đức. Và trước đây chị không nghe Thơ, chị chỉ đầu tư có 5.000 đô thôi. Và chị được 350.000 cổ phần, định giá 1 đô là bạn chị có 350.000 đô và chị mà như thế là được rồi, đúng không? Và chị cầm tiền 12 tỷ đi mua một tòa nhà chung cư để cho thuê. Nhưng đến bây giờ khủng hoảng tài chính, người ta còn không cả thuê nhà cơ. Kinh doanh nhà hàng thì bị chậm lại. Và đến hôm qua chị gọi điện để cho Thơ, Thơ chị muốn đầu tư. Và hôm nay em Thơ đã tư vấn cho chị đầu tư 100.000 đô, 150.000 đô là được mấy triệu cổ phần, 21 triệu cổ phần, thì ít nhất sau này nó 1 đô chỉ có bao nhiêu ạ, 21 triệu đô, và nó lên 92 đô 90 đô như anh Vượng thôi, chỉ trong vòng 15 ngày thôi chị đã có hơn 1 tỷ đô rồi, đúng không anh chị? 20 mà nhân với 9218 là có 1.8 tỷ đô rồi, làm gì cho lại. Nên các anh chị làm gì cũng không bằng đầu tư. Đầu tư là cách làm giàu thông minh nhất, khôn ngoan nhất mà các giới tỷ phú đang đầu tư, đúng không ạ? Còn chúng ta đi làm công ăn lương, chúng ta chỉ đủ tiền thôi, đủ tiền tiêu thôi, không thể giàu được. Giàu với có ăn nó khác, đúng không anh chị? Đó. Và tiếp theo đó là gì ạ? Nếu như chúng ta xảy ra bệnh tật, chúng ta có 10 tỷ chúng ta sót lắm, trời ơi. 10 tỷ bây giờ mà chữa bệnh, chữa tật hết mất 1 tỷ rồi tiếc lắm. Nhưng mà khi các anh chị giàu có đi, các anh chị sẽ không bao giờ tiếc tiền ở bất kỳ cái gì hết. Thích mua gì cũng được, thích ăn gì cũng được, thích đi đâu cũng được, thích cho ai cũng được, không bao giờ phải lo lắng. Nên là em Thơ em Thơ muốn các anh chị hãy tập trung vào, đúng không ạ? Đang ghi danh thì ghi danh đi. Đang có chương trình, sắp tới là có chương trình khuyến mại đấy. Bọn em đang yêu cầu cho các anh chị làm sao người nghèo cũng có thể đầu tư để được ưu đãi nhất. Còn không là công ty sẽ gì ạ? Sắp tới là kết thúc huy động vốn rồi, các anh những người nghèo là chỉ được 100.000 cổ phần. Cùng lắm là được 1 triệu. 1 triệu ở thời điểm này các anh chị thất rất to rồi. Nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau, triệu phú là nhăn nhãn thì thấy quá bình thường. Bây giờ ở Việt Nam người ta mới tính là Việt Nam mới có mấy nghìn triệu phú đô la thôi. Nhưng các anh chị có muốn rằng sau 10 năm nữa cái triệu phú đô la anh chị không bị rớt không? Tại sao mà các tỷ phú người ta chỉ có phấn đấu và người ta mua thêm? Vì nếu như ngày hôm nay anh đã ở số 1, ngày mai anh có thể là bị thay đổi, đúng không? Ngày kia anh lại xuống người thứ 5, thứ 6 giống như anh Vượng nhá. Ai bị ôm một phát anh lên thứ 13, đúng không ạ? Lọt top gì, mong muốn của anh là lọt top 10 người giàu nhất hành tinh. Nhưng mà vị trí của anh ấy không giữ được, anh lại rớt xuống, bây giờ lại bị rớt ra, giờ phải ao ra khỏi Forbes rồi, đúng không? Nên mục tiêu của em Thơ là một khi đã vào Forbes rồi là chỉ có lên chứ không có xuống. Nên anh sở hữu thật nhiều cổ phần lên, đúng không ạ? Anh sở hữu thật nhiều cổ phần. Và bao nhiêu các anh chị muốn sở hữu thật nhiều cổ phần ạ? Hãy sử dụng Facebook, Zalo, TikTok. Nó là những tài nguyên, vạn vật kết nối qua Internet. Hãy sử dụng những tài nguyên này để làm tài sản, để chúng ta có thể live stream. Mà để live stream mà các anh chị hùng hồn ngồi trước như thế này thì bản thân các anh chị phải có gì ạ? À? Có kiến thức, có trải nghiệm, có kinh nghiệm, có kết quả thì các anh chị mới nói được. Còn nếu như các anh chị không có, em nói thật, các anh chị lên đây các anh chị ngồi, các anh chị run vì chả biết nói như gì đâu, đúng không ạ? Không biết nói gì hết, nói 3 câu là thôi, hết chữ. Thế là việc của chúng ta là gì ạ? Đọc sách thường xuyên các anh chị ạ. Khi các anh chị đọc sách thường xuyên thì các anh chị nhìn vào đây này. Tại sao mà các em Thơ nói một mình như thế này? Vì em Thơ biết ai đang nói, đang nhìn, nghe em live stream thì em lái câu chuyện của người đấy.
được không? Và nếu như chúng ta không thay đổi, nếu như chúng ta không nỗ lực thì lạm phát diễn ra, các anh chị lại nghèo bình thường. Ngày xưa 10.000 mua được cân thịt, ngày nay 300.000 mới mua được một cân thịt. Đấy, nhà em thơ là cái khu của nhà em thơ là khu chung cư cao cấp, mua một cân thịt là 300.000. Nhưng mà ở ngoài nó chỉ bán có tầm 150 thôi. Đấy. Tại sao người giàu lại trở nên giàu hơn và tại sao chính phủ lại bảo vệ người giàu? Đấy. Tại sao chính phủ lại bảo vệ người giàu các anh chị? Vì người giàu là người đóng thuế nhiều nhất nên họ làm cái gì cũng được chính phủ bảo vệ, và luật đến từ doanh nghiệp. Các anh nha, luật đến từ doanh nghiệp và người giàu thì mới tạo ra luật được. Còn chúng ta là người nghèo, chúng ta chỉ đi theo người giàu thôi. Nên là nếu như chơi một trò chơi nào đó, người cầm cái sẽ là người thắng. Đúng không ạ? Chúng ta đầu tư vào sân sàn, những cái thằng thông minh nó tạo ra cuộc chơi, còn chúng ta là người gì đi theo thì chúng ta chỉ có thua thôi. Nên việc của chúng ta là làm sao để chúng ta tạo ra được cuộc chơi. Đó là lý do tại sao em thơ đầu tư lớn. Em thơ đầu tư lớn thì bắt buộc em thơ phải thông minh. Em thơ thông minh, muốn thông minh thì em thơ phải đi học. Mà muốn quản trị được tiền thì bản thân mình phải biết cách vận hành của đồng tiền. Đó là do tạo ra cuộc chơi, đó là gì? Tạo ra các khóa học để định hướng cho các nhà đầu tư của mình, cho đội ngũ của mình, để họ biết cách quản lý tiền, bảo vệ tiền, giữ tiền và duy trì dòng tiền. Đúng không ạ? Và tạo ra nhiều dòng tiền trong tương lai. Nên là những người đi học khóa học là về là biết cách làm như nào để thành công nhanh hơn. Có những người chỉ đầu tư 250 đô thôi, nhưng sau khi đi học một cái về có luôn 20 khách hàng. À. Và người giàu mới giải quyết được vấn đề cho người khác. Đúng không ạ? Còn người người giàu là người giải quyết được nhiều vấn đề cho người khác. Tại sao mà em thơ giàu hơn mỗi ngày? Vì em thơ giải quyết được vấn đề cho những người khác. Ví như chị Thủy, chị chưa biết cách làm việc với người mới, chưa biết cách với nói chuyện làm sao cho hấp dẫn, chưa hiểu cách làm sao lập được tài khoản. Thì em thơ giờ là người chỉ cho các anh chị. Và các anh chị đi học đi, các anh chị sẽ giải quyết được vấn đề của mình. Người nghèo tập trung vào rắc rối, nào là em bận con nhỏ, nào em không có thời gian, nào em nếu như em nghỉ hả làm một ngày là em không được thưởng, rồi em thế nói con em nhỏ, rồi là sếp em không cho nghỉ. Nhưng nếu như các anh chị là một người nhân viên giỏi, anh ơi hôm nay cho em nghỉ em có việc, ok ngay. Tại vì khi chúng ta đi làm lại, chúng ta lại giải quyết được vấn đề cho công ty, đúng không ạ? Và người giàu xem kiếm tiền là một trò chơi thú vị. Họ tập trung vào kiếm tiền và họ có gì IQ cao và cảm xúc cao, đúng không? Mà đầu tư thì chỉ cần EQ cao thôi, cũng là cảm xúc và con số cao thì các anh chị sẽ giải quyết được vấn đề cho người khác. Và khi đầu tư ấy thì chơi trò chơi kiếm tiền, ai là người muốn chơi trò chơi kiếm tiền? Ví dụ như các anh chị đi làm công ăn lương là các anh chị đang bị người khác làm gì ạ? Chỉ đạo các anh chị, quản lý các anh chị, chỉ huy các anh chị, ra mệnh lệnh cho các anh chị là anh chị đang gì ạ? Làm theo trò chơi của người khác, bị người khác điều khiển. Và người ta nói rằng là nếu như bạn không xây dựng ước mơ cho mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ. Và chúng ta có học hay học tốt, bằng cấp nọ bằng cấp kia thì chúng ta vẫn đi làm thuê cho người khác thôi. Nên việc của chúng ta là gì? Phải đầu tư tiền, tạo ra dòng tiền và tiền sẽ làm việc cho chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Thứ hai, anh chị có quyết tâm chiến thắng trò chơi tiền bạc không? Vì bản chất chúng ta sinh ra đều hai bàn tay trắng giống nhau, chết cũng sinh ra đất, đúng không? Chết cũng tan biến ra đất và trở thành tro bụi. Nhưng việc của chúng ta làm sao để chúng ta chơi trò chơi chiến thắng được tiền bạc? À, phải sử dụng gì? IQ, đúng không ạ? Tiếp theo đó là anh chị muốn chiến thắng được trò chơi tiền bạc, các anh chị có đam mê học tập và phát triển, học hỏi được quản lý trò chơi, đúng không? Tiếp theo nữa là đã làm là phải làm hết mình. Làm để cho những cái thằng hàng xóm nó chê mình, nó phải hết hồn. Ô, không ngờ nó thua, nó học thua mình, nó xấu hơn mình, nó không nó gia đình nhà mình nó nghèo hơn mình, bây giờ nó lại giàu hơn mình. Đó là phải gì ạ? Chiến thắng trò chơi và phải làm hết mình, đúng không ạ? Và nếu như bạn muốn trở nên giàu có hết mức có thể thì bạn phải đam mê cái công việc kiếm tiền của mình hết sức có thể. Này, nghiên cứu ra đường đi nước bước, nghiên cứu ra phương pháp làm việc mà không ai có thể làm được giống như mình, đúng không? Nếu như chúng ta muốn kiếm được nhiều tiền là chúng ta phải có cảm xúc với tiền. Cảm xúc với tiền nhá. Ôi, nếu như mình có 1 tỷ trong ngân hàng thì sao? Mình có 10 tỷ trong ngân hàng thì sao?
Đúng không ạ? 10 tỷ đô ấy, 1 tỷ đô và 10 tỷ đô như thế nào, cảm xúc như nào? Vì khi em thơ biết cách thiết lập mục tiêu tài chính, em thơ đã đặt cho mình mục tiêu của mình 5 năm tới mình phải có 230 tỷ. Nhưng mà bây giờ chỉ cần IPO mình ít nhất mình có chục tỷ đô, đúng không anh chị? Mình phải có gì ạ? Cảm xúc với con số. Bạn sẽ có bao nhiêu tiền khi mà bạn nhận cổ tức? Mục tiêu của em thơ là để khi có cổ tức ít nhất mỗi năm em thơ có 10 triệu đô về cổ tức. Đúng không ạ? Lên kế hoạch bảo vệ tiền, lên kế hoạch kiếm nhiều tiền hơn đó, và tạo đòn bẩy cho tiền, cải thiện tài chính thông minh, đo lường tài chính của mình. Đúng không? Các chị phải hiểu về con số nha. Không biết em thử live stream bao nhiêu rồi, chắc một tiếng à? Thôi thấy bắt đầu mệt rồi. Bắt đầu mệt nói một tiếng bắt đầu mệt rồi anh chị ạ. Đấy là các anh chị cần đọc sách nha anh chị nha. À, có rất nhiều bạn nói rằng là muốn live stream nhưng không biết nói như nào. Thì đọc sách đi rồi biết nói, hay kể câu chuyện. Trước đây em thơ đâu có biết live stream đâu các anh chị. Em thơ cũng chẳng có mối quan hệ ở Hà Nội. Nhưng mà em thơ học cách live stream, học cách thiết lập mục tiêu, sau đó nói với mọi người về mục tiêu của mình. Và mình có động lực, đúng không? Mục tiêu của em thơ là sở hữu 500 triệu cổ phần. Bao nhiêu anh chị trong số 83 người ở đây đang mong muốn sở hữu 1 triệu cổ phần, mong muốn sở hữu 10 triệu cổ phần, mong muốn sở hữu 100 triệu cổ phần? Các anh chị lên con số và bắt đầu các anh chị nhìn này. Thiết lập mối quan hệ chất lượng, mối quan hệ sinh ra tiền tệ. Các anh chị muốn có tiền, các anh chị phải tìm những người có tiền, họ sẽ hợp lực và giúp các anh chị. Còn chúng ta đã không có tiền lại chơi với những người nghèo, đúng không ạ? Người nghèo là mình giúp đỡ họ, còn người nghèo mà mình hợp tác với họ thì bao giờ mình mới có tiền, thể hiện. Hai thằng nghèo hợp tác với nhau thì bao giờ có tiền? Thì chúng ta phải giúp đỡ người nghèo thực hiện được ước mơ của họ thì họ sẽ thì ạ, đồng hành cùng mình. Còn chúng ta muốn trở nên giàu có, hãy hợp lực với những người có tiền để chúng ta tạo nên tiền, đúng không? Đó, và bây giờ thì em thơ xin kết thúc live stream ở đây. Các anh chị hãy viết mục tiêu của mình. Mục tiêu của anh chị có bao nhiêu tiền, mục tiêu của anh chị có bao nhiêu cổ phần, mục tiêu của anh chị đi du lịch ở đâu, mua nhà ở đâu, mua nhà bao nhiêu mét vuông, mua nhà sống cùng ai, muốn mua xe gì, xe đi đâu, đi thị trường hay đi du lịch, muốn mua xe leo núi hay muốn mua xe trong xe hơi bình thường. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải có mục tiêu. Mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng, đo lường, đếm được, nếu không cụ không thể giúp các cháu. Nha. Cụ thể rõ ràng. Tiếp theo đó là mình muốn người như thế nào đồng hành cùng với mình. Thì mình phải đi hợp tác với những người như thế. Và muốn hợp tác được với những người như thế, mình phải biết cho trước, cho trước, cho trước. Cho đi thì sẽ nhận lại, đúng không ạ? Bây giờ thì em thơ xin kết thúc live stream. Em thơ cố gắng ngày nào em thơ cũng live stream cùng anh chị, để chúng ta có thể là lan tỏa được những cái kiến thức, những cái năng lượng mà chúng ta truyền cảm hứng cho nhau, để chúng ta cùng nhau live stream nhá. Thay vì chúng ta nói chuyện với một người, chúng ta hãy nói chuyện với 100 người trên live stream, được không? Rồi, và bây giờ thì em thơ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai nha. Bye bye. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.